chính cũng có sự chuẩn bị hết sức là công phu và kỹ lưỡng cho màn chào hỏi, và không biết họ sẽ mang đến cho quý vị khán giả những cái hình ảnh và những tiết mục như thế nào. Và sau đây chúng ta cùng cổ vũ cho màn chào hỏi của làng văn hóa thôn Đức Chính. Im nha. Dạ kìa. Dặm lên bác ông đánh. Nói nghe là sao? Mày cẩn thận, xách tay mày đi ra chứ. Đừng có rung. Đang quay cứ rung quay kiểu gì? Đi ra kìa. Đi ra kìa. Bố kìa. Đội thi từ từ làm văn hóa thôn Đức Chính, xã Thanh Hải, huyện Lục Ngạn xin nhiệt liệt kính chào quý ban tổ chức, ban giám khảo cùng toàn thể sân chơi làng văn hóa năm 2023. Lời xin cho phép Hoàng Anh Huyền Trang xin phép được thay mặt cho toàn đội xin được kính chuyển tới quý ban tổ chức, ban giám khảo cùng toàn thể sân chơi lời kính chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất. Chúc sân chơi làng văn hóa năm 2023 thành công rực rỡ. Sau đây là màn chào hỏi của đội chơi đến từ làng văn hóa thôn Đức Chính. Bàn giám khảo cùng toàn thể sân chơi, Đức Chính có bề dày lịch sử trong công cuộc đấu tranh dựng nước và giữ nước của dân tộc, với xuất thân từ xã Đức Chính, xã Tân Trường, xã Cẩm Đông thuộc huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương, được lấy tên gọi là thôn Đức Chính ngày nay, nằm ở phía nam của xã Thanh Hải, với tổng diện tích tự nhiên là 50 ha, có trục đường liên xã chạy qua trung tâm huyện Lục Ngạn, với phía đông giáp với thôn Hồ Quế, phía tây giáp với thôn Sẻ Bới, phía nam giáp với thôn Tân Trường, phía bắc giáp trung đoàn 95 và phía đông bắc giáp ba thôn Giáp Hạ. Có hai trường học đóng trên địa bàn thôn gồm trường tiểu học 2 và trường mầm non 2, rất thuận tiện cho việc đi lại, giao lưu, sinh hoạt và học tập của nhân dân, thuận tiện cho việc phát triển kinh tế và vận chuyển tiêu thụ nông sản. Hai dòng suối chảy hai bên cũng rất thuận lợi cho nguồn nước phục vụ sản xuất. Từ khi có đảng, cán bộ và nhân dân thôn Đức Chính luôn tin tưởng vào sự lãnh đạo của đảng, cùng chung sức xây dựng quê hương. Thôn có một chi bộ với 13 đảng viên, một cấp ủy với 3 đồng chí. Toàn thôn có 124 hộ với trên 600 nhân khẩu. 100% số hộ gia đình đạt gia đình văn hóa. Dưới sự lãnh đạo của cấp ủy chính quyền thôn, các phong trào hoạt động ngày càng phát triển, an ninh trật tự được giữ vững. Chi bộ nhiều năm liên tục đạt chi bộ trong sạch vững mạnh. Được sự quan tâm của các ngành và sự đóng góp của nhân dân, nhà văn hóa thôn Đức Chính đã được khởi công và khánh thành vào tháng 11 năm 2010. Với diện tích 495 m², tổng kinh phí xây dựng là 195 triệu đồng. Nhà văn hóa được trang bị với tất cả thiết bị khang trang đồng bộ, là nơi sinh hoạt cộng đồng, nơi tổ chức triển khai các chủ trương của đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, là nơi vinh danh các gia đình văn hóa tiêu biểu, con cháu đỗ đạt thành tài. Nhà văn hóa còn là nơi tổ chức các phong trào hoạt động của thôn, nơi sinh hoạt các câu lạc bộ như lao động,
sản xuất hăng say, thơ ca văn nghệ hàng ngày thêm vui. Xin được trân trọng giới thiệu câu lạc bộ văn nghệ dân vũ nhịp tiến nhịp lùi, bước chân theo nhạc cười vui rộn ràng. Xin trân trọng giới thiệu câu lạc bộ dân vũ dưỡng sinh các khu trong làng, hăng say luyện tập tinh thần dẻo dai đang tiến về phía trước của khu vực sân khấu. Xin trân trọng giới thiệu câu lạc bộ dưỡng sinh. Cầu lông ta vẫn miệt mài, cầu lông chẳng kể bóng chuyền, chẳng kể gái trai, tinh thần đồng đội cùng nhau tranh tài. Xin được giới thiệu câu lạc bộ bóng chuyền hơi. Cầu lông ta vẫn miệt mài, bên tung bên hứng cả làng hò reo. Xin được giới thiệu câu lạc bộ cầu lông. Kính thưa toàn thể quý vị, các câu lạc bộ thể thao văn hóa văn nghệ ngày càng phát triển, tích cực tham gia các cuộc thi liên hoan hội diễn và đạt giải cao tại cấp huyện và cấp tỉnh. Vâng, chính các hoạt động của nhà văn hóa đã góp phần đưa Thôn Đức Chính nhiều năm liên tục đạt thôn văn hóa. Tiêu biểu phải kể đến năm 2022, vinh dự được nhận bằng khen của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Giang về toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, giữ vững, củng cố và phát huy thành quả nông thôn mới, 100% cứng hóa đường bê tông, tân trang nâng cấp nhà văn hóa thành khu thể thao với tổng diện tích 507m2 đã được nghiệm thu và đưa vào sử dụng. Kính thưa quý vị, với những kết quả đã đạt được, tuy còn gặp nhiều khó khăn, song chi bộ, chính quyền và nhân dân thôn Đức Chính luôn đoàn kết, một lòng nỗ lực khắc phục khó khăn, phấn đấu hoàn thành hơn các kế hoạch đề ra, chung sức xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh. Vâng, và nếu có dịp, xin mời toàn thể quý vị đại biểu khách quý, các huyện bạn cùng toàn thể nhân dân hãy đến với Thanh Hải, đến với Đức Chính để được một lần trải nghiệm làng làm mì truyền thống và mì quả ngọt quê hương của chúng tôi. Trên quê hương ta lắm nước mưa nơi gần xa, mừng nông thôn mới vui thiết tha tự hào, bao ước mong trong ngày mai vượt qua chốn hải nam sắt đá, đất nước mạnh giàu kỳ tương lai ngoài sáng còn nhiều hơn văn hóa thôn Đức Chính, xã Thanh Hải đến sân chơi với tinh thần giao lưu, học hỏi, đoàn kết, chiến thắng. Chúc sân chơi thành công, rực rỡ. Màn chào hỏi của đội chơi đến từ làng văn hóa thôn Đức Chính xin phép được khép lại tại đây. Một lần nữa xin được thay mặt cho tập thể anh chị em phóng viên xin cảm ơn sự chú ý theo dõi của toàn thể sân chơi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.